cả nhà. Hôm nay mình lại chia sẻ cho cả nhà thêm một món ăn vặt nữa, đó chính là món bánh quai chèo. Và công thức mình chia sẻ với mọi người cũng rất là đơn giản luôn. Và mình cũng chia sẻ cách chiên như thế nào để cho bánh nó được nguyên, đẹp. Thì cả nhà hãy cùng theo dõi hết video xem mình làm nhé. Thì để làm cái món bánh quai chèo, ở đây mình có chuẩn bị 100g bột gạo, 200g bột nếp, chỉ cần hai nguyên liệu này thôi nha cả nhà. Mình đổ vào trong một cái thau, mình trộn đều lại. Bánh này làm thì rất là đơn giản luôn. Mình trộn đều lại thì mình sẽ cho cái phần nước sôi vô nha. Bột này thì mình sẽ nhồi với nước sôi, chứ mình không có nhồi với nước lạnh. Mình cho nước sôi vô, mình khuấy từ từ. Làm kiểu này cũng như là mình lấy trùng vậy đó cả nhà. Khi đã trộn cho bớt nóng rồi thì mình bắt đầu nhồi nha cả nhà. Trước khi nhồi thì cả nhà nên vệ sinh tay sạch một chút. Thì nước nóng mình sẽ cho vô từ từ, chứ mình không có cho vô một lượt một nha. Được một lúc thì mình tiếp tục cho thêm nước nóng vô, tại vì bột của mình còn hơi khô á. Mình trộn một lần nữa. Cả nhà nhớ cho nước tới khi nào mà bột vừa tay, không bị khô mà cũng không nhão là được nha. Mình nhồi tiếp tục. Sau khi mình đã nhồi bột thành một khối rồi nè cả nhà, thì mình vẫn tiếp tục nhồi tới khi nào mà bột được mịn thì thôi nha. Bột rất là dẻo luôn. Nhồi theo cách này á, thì bột của mình nó không có bời rời như là mình nhồi bằng nước lạnh. Khi bột nhồi xong thì bột sẽ mịn như vậy nha cả nhà. Mịn và rất là dẻo luôn nè. Nó không có bị khô, cũng không có bị nhão nữa. Thì bây giờ mình đã nhồi xong thì mình cho bột nghỉ tầm 5 phút đến 10 phút để cho bột nở, thì bắt đầu mình tạo hình nha. Bột mình đã để được 50 phút rồi nè, thì cả nhà nhồi lại một lần để cho bột nó dẻo, thì mình bắt đầu mình tạo hình. Để tạo hình thì mình sử dụng một cái tấm thớt như vậy, mình chia ra khoảng từ này bột vào được rồi cả nhà. Mình cho xuống dưới thớt, mình xe ra. Cả nhà nên làm cộng vừa phải thôi nha. Khi đã xe xong rồi thì cả nhà vặn chéo lại để mình cố định hình cho bánh á. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh quai chèo đó. Thì mình để qua bên một cái dĩa. Dĩa của mình đựng bột nãy đó cả nhà. Thì bây giờ mình tạo hình hết thì mình bắt đầu mình đem đi mình chiên nha. Mình cũng sẽ làm tương tự. Tới khi nào mà hết chỗ bột này thì thôi. Làm rất là đơn giản luôn. Mà cái món này lại ăn rất là ngon nữa. Ở trong chỗ mình thì gọi là bánh quai chèo. Còn ở miền ngoài thì họ gọi cái này là quẩy nha cả nhà. Đó, cả nhà dặn lại gì nè. Rất là đơn giản luôn. Mình đã cho qua đây. Dặn lại. Rồi, xong cái thứ ba. Giờ thì mình đã tạo hình bánh xong rồi. Với 300g bột thì mình được bao nhiêu đây bánh nha cả nhà. Thì bây giờ mình cùng đi bắt cái chảo dầu lên để mà mình chiên. Bây giờ thì mình bắt đầu mình chiên bánh nha cả nhà. Để chiên cái bánh quai chèo này thì mình nên cho nhiều dầu một chút nha. Và đặc biệt với cái bánh quai chèo này thì mình nên chiên với lửa nhỏ. Mà mình chiên bánh với lửa lớn á, thì bánh rất là dễ bị nứt ra, sẽ không có ngon. Dầu hơi nóng thì mình bắt đầu mình cho bánh vô nha. Mình cho từ từ vô. Làm cái này rất là nhanh luôn. Và mình không có mất nhiều thời gian.
Khi nào mà bánh nóng hơn một chút thì mình sẽ trở bề nha. Bây giờ dầu đã nóng hơn một chút rồi này cả nhà. Thì mình bắt đầu mình trở bánh nha. Bánh này cho vào trong chảo thì nó không có bị dính. Rất là dễ trở luôn. Mình đảo liên tục như vậy nè. Để cho bánh nó vàng đều và ngon hơn. Chiên cái này cũng tương tự như là mình chiên bánh cam vậy đó cả nhà. Mình cho lửa riu riu là được rồi. Chiên được một lúc thì bánh nở như vậy nè cả nhà. Nên là trước khi mình cho vô á, thì mình cho vô ít thôi. Chứ mình không có cho nhiều nha. Tại bánh còn nở ra nữa. Bánh bây giờ mình chiên đã chuyển sang màu vàng nhạt này cả nhà. Thì bánh nó cũng đã có cái độ giòn nhất định rồi. Nó không có dính vào nhau nữa. Thì mình trở bề nó rất là dễ luôn nè. Thì bây giờ mình chiên cho tới khi nào mà bánh nó chuyển sang màu vàng cam thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi chảo nha. Mình đảo liên tục như vậy để cho cái bánh nó được vàng đều hơn. Nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Cái khó của bánh này là chiên á, nó hay bị bụt, nó nứt ra. Nên là trước đây mình làm cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà toàn thất bại thôi à. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì mình cũng đã làm được cái món bánh hoa chèo này thành công mỹ mãn luôn cả nhà. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cho cả nhà để cả nhà làm ăn cùng với mình nha. Giờ thì bánh đã chuyển sang cái màu vàng cam rồi. Thì cả nhà lấy một cái thau nhôm như vậy nè để mà mình gấp bánh ra. Mình cho tiếp tục cái mẻ khác vô. Mình cho vô trong thau. Chiên cũng rất là nhanh luôn. Thì cả nhà chiên tới khi nào mà thấy bánh nó hơi vàng nhạt rồi thì mình tăng lửa lên một chút xíu nha. Nhìn bánh rất là ngon luôn đó cả nhà. Mình gấp hết ra rồi mình cho cái mẻ mới vô nha. Mình cho cái mẻ thứ hai vô. Mình vẫn để lửa nhỏ nha cả nhà. Đó, dầu nó nóng sẵn rồi. Cho vào nó sôi luôn. Chỗ này thì mình chắc là chia ra làm 3 lần để mà mình chiên á. Cho vào nóng thì mình có thể chở được luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Cho vào mà dầu nó nóng quá là nó bị bục ra nè. Nên là mình chỉ cho với lửa nhỏ thôi. Nếu mà bột ra như vậy thì bánh nó không được ngon. Cùng một công thức nhưng mà do cách chiên là do mình đó cả nhà. Cái khâu chiên này rất là quan trọng luôn. Nãy giờ thì dầu nóng quá mình phải tắt bếp á. Nhưng mà vẫn còn nóng như vậy. Đó. Cả nhà thấy không? Nó bị bột ra như vậy nè. Tại vì mình cho vô là dầu nó còn quá nóng. Nó không được đẹp như mẻ đầu. Nó cũng bị biến dạng xấu hơn chút này cả nhà thấy không? Nhưng mà không có sao. Chiên bột nếp này rất là khó luôn. Mẻ thứ hai mình chiên cũng đã vàng này cả nhà. Cả nhà thấy không? Khi mà mình chiên với dầu nóng quá thì cái bánh nó bị phịch lên nè. Và nó không có còn giữ được cái hình dáng ban đầu. Nhìn nó không được đẹp nha. Thì mình vớt hết bánh ra. Xong mình tắt bếp để cho dầu nguội một chút. Thì mình sẽ cho cái mẻ thứ ba vô. Cái này thì mình để riêng ở ngoài. Nhìn hơi xấu thôi nhưng mà ăn thì cũng rất là ngon. Mình lúc nãy để cho dầu nó nguội á. Thì mình cho bánh vô. Bánh chiên mẻ thứ ba vẫn rất là ngon nha. Cái hình dạng nó vẫn còn giữ nguyên nè. Thì bây giờ cũng đã vàng rồi. Thì mình gấp cho ra ngoài thao. Như vậy là mình đã chiên xong bánh hoa chèo này cả nhà. Nhìn màu vàng trông rất là hấp dẫn nha. Thì bây giờ còn một bước nữa là mình đi áo đường cho cái phần bánh hoa chèo của mình. Còn đây là tô bánh lúc nãy mình cho vô á. Dầu nó hơi nóng, nó bị bục ra. Cái hình dáng nó không được đẹp. Thì mình cũng quay luôn để cho cả nhà xem và rút kinh nghiệm nha. Thì bây giờ mình cùng đi làm cái phần áo đường cho bánh hoa chèo này. Làm lớp áo đường cho phần bánh hoa chèo thì mình cho vô chảo.
một giá rưỡi đường nha cả nhà. Không làm nhiều, làm nhiều thì sẽ rất là ngọt, mình ăn nó rất là ngán luôn. Mình cho vô chút xíu nước. Bây giờ mình thắng cho cái phần đường này nó keo lại thì mình sẽ cho bánh khoai chèo vô. Mình cho vô chút muối luôn nha cả nhà. Để cho đường, cái áo đường á, nó có vị mặn đậm đà hơn. Đường mình thắng lúc nãy giờ nó cũng đã đặc như vậy nè cả nhà. Thì mình cho cái bánh khoai chèo vô, mình đảo. Cả nhà không nên cho bánh vô sớm quá nha. Nếu mà cho bánh vô sớm quá thì nước nó còn á, thì cái bánh nó rất là dễ bị mềm, nó sẽ không được giòn. Khi nào mà đường kéo chỉ thì mình mới cho bánh vô. Mình trộn đều lên. Cả nhà trộn đều lên. Trộn tới khi nào mà đường lên cát là đã đạt nha cả nhà. Rất là đơn giản và dễ làm, không có gì khó hết. Mình làm không kịp nên là hơi cháy ở dưới nồi một chút xíu rồi nè. Cả nhà vẫn đảo liên tục nha, để cho đường nó ra cát. Cái này mình áo đường cũng như là mình áo đường bánh cam vậy đó cả nhà. Rất là đơn giản. Mình càng trộn thì cát nó lên càng nhiều, nhìn bánh nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình đã đảo bánh qua chèo cho đường nó thành cát hết và cũng đã dính vô bánh như vậy rồi. Thì mình để cho bánh nguội một chút xíu thì mình sẽ xếp ra ngoài đĩa nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh khoai chèo này cả nhà, rất là đơn giản và dễ làm luôn. Thì mình nghĩ là ai cũng có thể làm được, chỉ với hai nguyên liệu đơn giản, đó chính là bột nếp và bột gạo. Thì cách làm thì cả nhà cũng biết rồi. Thì cái món này á, để dành ăn vặt thì rất là ngon luôn. Đường thì mình áo cũng vừa phải chứ không có ngọt lắm. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Nếu cả nhà cảm thấy mình chia sẻ món bánh này hay hữu ích thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.